Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món gà roti. Về nguyên liệu, ở đây thì mình sẽ dùng là hai cái đùi gà gốc tư này là khoảng 500g. Các bạn có thể là mình dùng đùi tỏi, má đùi gà hoặc là nguyên con gà. Rồi các bạn cắt nhỏ nó ra, mình chặt ra. Còn nếu như cắt mình dùng kéo lớn mình cắt cho nó dễ. Khoảng 2 muỗng canh hành tím băm, 2 muỗng canh tỏi băm và một số gia vị trong nhà bếp mình thôi. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Mình cho một ít dầu ăn vào chảo, cho tỏi với hành tím vào phi cho nó vàng thơm. Hôm nay mình làm bằng đùi gà gốc tư nên mình không có ướp nha các bạn, tại vì mình để nguyên cái đùi ướp nó cũng không có thấm bao nhiêu đâu. Mình làm vậy nó nhanh hơn, tại vì thời gian roti nó cũng không có phải là ngắn, thì từ từ gia vị nó cũng sẽ rút vào. Nếu như các bạn dùng nguyên con gà hoặc là các bạn chặt nhỏ ra thì các bạn ướp nó. Tỏi với hành nó thơm lên rồi mình sẽ cho vào, mình lật mặt da xuống. Mình để lửa vừa thôi nha các bạn. Mình chiên cho nó hơi rám vàng cho nó thơm nè. Nó rám vàng rồi các bạn. Tỏi nó cũng vừa vàng luôn á. Rồi mình sẽ cho nước lọc vào nha. 300ml nước lọc. Mình cho vào đây một muỗng canh nước tương. Nước tương các bạn dùng hiệu nào cũng được hết nha. Một muỗng canh dầu hào. Nửa muỗng cà phê hạt nêm. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Một phẩy năm muỗng canh đường. Món roti là không thể nào thiếu ngũ vị hương nha các bạn. Ngũ vị hương thì mình sẽ dùng 1/8 muỗng cà phê thôi. Cái muỗng này của mình là 1/4 nhưng mà mình dùng phân nửa của 1/4 thôi. Một ít cho nó thơm nha các bạn. Mình sẽ dùng thêm bột điều màu cho nó đẹp nha. Bột điều màu là từ hạt điều màu này người ta xay mịn nó thành bột á. Các bạn có thể tìm mua ở siêu thị hoặc là Bách Hóa Xanh. Nếu như không có thì các bạn thay thế bằng nước màu nha. Cái này thì nó sẽ cho cái màu nó hơi cam cam á. Nửa muỗng cà phê tiêu. Khoảng vài phút thì các bạn lật trở mặt lại cho nó chín đều. Hoặc có thể là đậy nắp lại nha. Rồi mình để lửa vừa thôi. Khoảng vài phút thì các bạn lật trở lại nha. Gia vị ướp của mình thì các bạn dùng từ 500g đến 700g thịt gà cũng được nha. Thì cái này các bạn nêm cho nó mặn mặn ngọt ngọt là được. Về nêm nếm gia vị thì các bạn điều chỉnh lại nha, tùy theo mỗi gia đình mà cách nêm nếm sẽ khác nhau. Mình rưới cái sốt lên cho cái da nó đẹp á. Càng về sau nó cạn thì mình sẽ để lửa nhỏ nha các bạn. Mình thấy nó cạn như vậy là được rồi nha. Cái phần nước này để hồi mình có thể mình chan lên cơm, nó sệt sệt như thế này ngon lắm, thơm nữa. Rồi mình sẽ tắt bếp nha.
Đùi gà mình đã chặt ra rồi nè. Món này các bạn ăn chung với dưa leo, hoặc là mình ăn với rau muống ngâm chua ngọt. Rau muống ngâm chua ngọt thì mình cũng đã có công thức rồi đó. Thì các bạn nào mà cần làm á, thì có thể là vào kênh và tìm xem nha. Rau muống này mình làm từ rau muống đồng á, nó giòn ngon lắm. Với lại mình thấy mình làm rau muống đồng á, thì ngâm nó để lâu, để được lâu hơn. Lúc roti hồi nãy nếu như mà có nước dừa tươi thì nó sẽ ngon hơn nữa nha. Do dịch thì mình không có đi mua được nên mình sẽ dùng tạm nước lọc, nhưng mà mình thấy nó cũng vẫn ngon các bạn. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Mình thấy rất là đơn giản mà nó ngon nữa, rất là thơm. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.